Cẩm Tú kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình các điểm nóng xung đột thế giới ngày 13 tháng 2 năm 2024 của báo Thanh Niên. Và số đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024, Cẩm Tú xin thay mặt ekip thực hiện chương trình mến chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cẩm Tú rất mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với báo Thanh Niên trong bản tin cập nhật điểm nóng xung đột cũng như các chương trình khác tại các nền tảng của báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là phần tin tức thời sự đáng chú ý tại các điểm nóng xung đột trên thế giới. Người Palestine ở thành phố Rafah phía nam Gaza hôm thứ Hai khóc thương người thân thiệt mạng trong một chiến dịch giải cứu của Israel. Đài truyền hình chính thức của chính quyền Palestine cho biết 74 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, chưa có xác nhận từ Bộ Y tế Gaza. Trong chiến dịch này, Israel cho biết họ đã giải thoát hai con tin bị Hamas bắt giữ, đó là Fernando Simon Marman và Luis Hare, hai người Israel gốc Argentina. Họ nằm trong số khoảng 250 người bị bắt làm con tin trong cuộc đột kích ngày 7 tháng 10 của nhóm Hamas, mà sau đó đã châm ngòi cuộc chiến của Israel ở Gaza. Quân đội Israel cho biết tính đến nay đã có 31 con tin thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài nhiều tháng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đó là hoạt động giải cứu hoàn hảo khi ông trò chuyện với các thành viên đơn vị cảnh sát đặc biệt tham gia chiến dịch. Cơ quan quân sự và an ninh cũng tham gia, và đoàn phim này của quân đội Israel được cho là ghi lại cuộc giải cứu các con tin, cũng như cuộc đoàn tụ đầy xúc động của họ với những người thân trong gia đình. Cháu gái của Maman cho biết cô đã vội vã đến bệnh viện khi biết tin. Thật xúc động khi nhìn thấy hai người, được ôm chầm lấy họ và cảm nhận họ. Nó có cảm giác gần như không thật. Israel cho biết các cuộc không kích đã được tiến hành để lực lượng của họ có thể rút lui. Cánh vũ trang của Hamas cho biết ba con tin đã chết sau đó, nhưng không nêu rõ chi tiết. Người dân thành phố cho biết hai nhà thờ Hồi giáo và một số tòa nhà dân cư đã bị tấn công trong cuộc tấn công kéo dài hơn một giờ. Tại bệnh viện này, một bác sĩ cho biết người chết và người bị thương bắt đầu được đưa đến chỉ vài phút sau. Cha của cô bé, Mai Anaja, đã không qua khỏi. Bé trừng trừng nước mắt khi mô tả những gì đã xảy ra. Anaja nói, nhà con đang ở trong lều, con và cả gia đình, khi những viên đạn bắn vào nhà con. Ibrahim Hausona cho biết người thân của ông đã thiệt mạng cách nơi xảy ra chiến dịch quân sự ít nhất 3 km. Ông nói rằng mình là người duy nhất trong gia đình còn sống sót. Mọi người trong gia đình tôi đang ngủ. Tại sao các người lại giết gia đình tôi khi họ đang ngủ? Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết quân đội Israel cần phải tiêu diệt tận gốc 4 tiểu đoàn Hamas ở Rafah. Có khoảng 1 triệu dân thường đang trú ẩn ở thành phố phía nam Gaza sau nhiều tháng bị ném bom. Họ cần được bảo vệ. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 12 tháng 2 nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ dân thường vô tội ở dải Gaza sau khi hàng chục người Palestine thiệt mạng trong một chiến dịch quân sự của Israel nhằm giải thoát hai con tin bị Hamas bắt giữ ở thành phố Rafah. Bài phát biểu cùng với vua Abdullah của Jordani tại Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh ông Biden ngày càng quyết liệt hơn khi yêu cầu Israel không tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở Rafah mà không có kế hoạch bảo vệ dân thường Palestine. Không nên tiến hành kế hoạch quân sự lớn ở Rafah nếu không có một kế hoạch đáng tin cậy, một kế hoạch đáng tin cậy để đảm bảo an toàn và hỗ trợ cho hơn 1 triệu người đang trú ẩn ở đó. Nhiều người ở đó đã phải di tản nhiều lần, chạy trốn bom đạn khắp tứ miền Bắc và giờ họ đang tập trung ở Rafah. Ông Biden, người ngày càng tỏ ra bức xúc hơn với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì không nghe theo lời khuyên của ông cho biết, Mỹ và các đồng minh trong khu vực đang làm việc ngày đêm về một thỏa thuận tạm dừng giao tranh, cho phép giải thoát con tin và tăng cường chuyển viện trợ nhân đạo cho Gaza. Mỹ đang tiến hành một thỏa thuận về con tin giữa Israel và Hamas sẽ mang lại giai đoạn bình yên ngay lập tức và lâu dài ở Gaza trong ít nhất 6 tuần. Các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho hãng tin Reuters hay, các quan chức cấp cao của Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar dự kiến sẽ nối lại đàm phán vào ngày 13 tháng 2 tại Cairo để làm việc về khuôn khổ thỏa thuận 3 giai đoạn nhằm thả con tin và đạt được thời gian tạm dừng xung đột kéo dài. Chúng tôi vẫn đang tập trung vào việc cố gắng kéo dài thời gian tạm dừng nhân đạo.
Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng một số tiến bộ đã đạt được trong các cuộc đàm phán hướng tới việc tạm dừng giao tranh nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Xung đột ngày càng gia tăng ở Rafah làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc tấn công của Israel vào khu vực cực nam của Gaza có thể làm hỏng các cuộc đàm phán về con tin. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các cuộc không kích ở Rafah sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận giữa Israel và Hamas về việc thả con tin. Chúng tôi không đánh giá rằng cuộc không kích này là sự khởi đầu của một cuộc tấn công toàn diện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết, Mỹ không cho rằng các cuộc không kích của Israel ở Rafah là bước khởi đầu cho một chiến dịch quân sự quy mô toàn diện ở thành phố miền nam Gaza. Ông nói nếu Israel không có một kế hoạch đáng tin cậy, Washington sẽ không ủng hộ hoạt động tấn công. Các quan chức hàng đầu của phương Tây đã đồng loạt chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông cho rằng Mỹ có thể không bảo vệ các đồng minh NATO trước một cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga nếu các nước đó không chi đủ ngân sách cho quốc phòng. Những bình luận của Trump được đưa ra trong một cuộc meeting ở bang Nam Carolina khi ông dường như đang thuật lại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo NATO. Cựu Tổng thống Trump, người nhiều khả năng sẽ đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống năm 2024, kể rằng Tổng thống của một nước lớn đã từng hỏi ông về khả năng Mỹ vẫn tiếp tục bảo vệ nếu quốc gia đó cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Ông Trump không nêu tên nước lớn này. Nhà tỷ phú cho biết ông đã nói với vị lãnh đạo NATO rằng trong trường hợp đó Mỹ sẽ không bảo vệ và còn nói rằng ông thậm chí sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn. Khối NATO gồm 31 thành viên đã nhất trí về mục tiêu chi tiêu quốc phòng ít nhất là 2% tổng sản phẩm quốc nội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, ước tính cho thấy chỉ có 11 quốc gia thành viên chi tiêu đạt mức này. Trong một tuyên bố bằng văn bản hôm Chủ nhật, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đáp lại bình luận của Trump bằng cách nói rằng bất kỳ ý kiến nào cho rằng các đồng minh sẽ không bảo vệ lẫn nhau đều sẽ làm suy yếu an ninh của tất cả chúng ta, bao gồm cả an ninh của Mỹ, và đặt binh lính Mỹ và châu Âu trước nguy cơ cao hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cũng đăng trên mạng xã hội, phương châm một vì tất cả vì một của NATO là một cam kết cụ thể, và nói thêm rằng không có chiến dịch bầu cử nào có thể được dùng làm cái cớ để lợi dụng chủ đề an ninh của liên minh. Ủy viên thị trường nội bộ EU Thierry Breton trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ở Pháp cho biết ông Trump có thể có vấn đề với trí nhớ của mình. Theo lời kể của ông Breton, ông Trump thực sự đã có đối thoại như vậy với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, chứ không phải một tổng thống nam giới của một quốc gia NATO như tường thuật của ông Trump. Trong khi đó, Nhà Trắng cũng chỉ trích nặng nề khi người phát ngôn Andrew Bates gọi những bình luận của cựu Tổng thống Trump là kinh khủng và bất ổn. Theo báo The Times of Israel, dữ liệu do lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố gần đây cho thấy số binh sĩ Israel thiệt mạng vì bị bắn nhầm hay tai nạn trong chiến dịch trên bộ ở dải Gaza chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số thương vong. Số liệu tính đến hôm 12 tháng 12 cho thấy 20 quân nhân Israel tử trận vì bị bắn nhầm hoặc tai nạn kể từ khi Israel triển khai tấn công trên bộ vào Gaza hôm 27 tháng 10. Cụ thể, 13 binh sĩ đã thiệt mạng do bị nhận dạng nhầm trong các trận không kích, pháo kích của xe tăng và giao chiến. Một người thiệt mạng do phát súng vô ý và hai người khác do sự cố súng đạn. Bên cạnh đó, lực lượng Israel cũng mất 2 binh sĩ bị xe bọc thép cán lên và 2 binh sĩ chết vì mảnh văng từ các vụ nổ do lực lượng Israel kích hoạt. IDF đánh giá có vô số nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn chết người như số lượng lớn binh sĩ được triển khai, liên lạc trục trặc giữa các lực lượng và binh sĩ mệt mỏi, không chú ý đến các quy định an toàn. Hiện Israel đã triển khai hàng ngàn lính bộ binh tại Gaza để tiêu diệt lực lượng Hamas. Số liệu vừa nêu là tính đến ngày 12 tháng 12, khi tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng trong chiến dịch trên bộ là 105 người tính đến ngày 20 tháng 12. Tổng số này là 132 người. Có 1.860 binh sĩ bị thương, trong đó có 296 trường hợp bị thương nặng. Chiến dịch trên bộ diễn ra 3 tuần sau lực lượng Hamas tấn công miền nam Israel hôm 7 tháng 10 và giết chết khoảng 1.200 người, phần lớn là dân thường, và bắt cóc ít nhất 240 con tin. Ngay sau đó, Israel tấn công Gaza với mục tiêu giải cứu con tin và xóa sổ nhóm Hamas. Hoạt động trên bộ ban đầu tập trung ở phía bắc Gaza, nhưng đến nay đã mở rộng sang phía nam dải Gaza. Theo The Times of Israel, hiện vẫn còn 128 con tin vẫn còn bị giam giữ ở Gaza sau khi một số đã được thả nhờ thỏa thuận dừng bắn của Israel, Hamas, kéo dài một tuần vào cuối tháng 11. Theo thống kê của Bộ Y tế Gaza, gần 19.000 người ở Gaza đã thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Quân đội Israel ước tính đã tiêu diệt 7.000 tay súng Hamas và thừa nhận nhiều dân thường đã thiệt mạng.
Trong một chương trình phỏng vấn của đài truyền hình Ý RAI hồi đầu tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga hiện kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ của Ukraine, song không thể đạt thêm những bước tiến lớn do vấp phải sự kháng cự của Ukraine. Ông Zelensky cho hay quân đội Ukraine đã giành lại 50% số lãnh thổ đã rơi vào tay Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng điều quan trọng nhất người Ukraine làm trong vòng 2 năm qua đó là vượt qua sự lo sợ và hỗn loạn để bảo vệ đất nước. Và một yếu tố cực kỳ quan trọng đã giúp quân và dân Ukraine giữ vững tinh thần đó là việc Tổng thống Zelensky đã kiên quyết từ chối rời thủ đô Kiev, rời Ukraine trong những ngày đầu xung đột khi Kiev đứng trước mối đe dọa từ lực lượng Nga. Tinh thần quyết chiến của ông Zelensky được thể hiện qua nhiều hành động và hình ảnh, trong đó có một hình ảnh rất ấn tượng mới được hé lộ gần đây. Đó là con tàu thường trực ở ga Kiev sẵn sàng đưa ông sang Ba Lan, nhưng đã không bao giờ rời ga. Phóng viên Simon Schuster của tạp chí Time gần đây đã xuất bản quyển sách The Showman Inside the Invasion That Shook the World and Made a Leader of Volodymyr Zelensky, mô tả về cuộc xung đột ở Ukraine và các thông tin liên quan. Quyển sách đã nêu một số thông tin ít người biết về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thời điểm Nga vừa bắt đầu chiến dịch quân sự. Trong đó, đáng chú ý là chi tiết nói rằng cơ quan an ninh Ukraine đã duy trì một đoàn tàu chạy không tải ở Kiev để ông Zelensky có thể nhanh chóng thoát khỏi thành phố để đảm bảo an toàn, tờ Business Insider đưa tin. Tháng 2 năm 2022, vào những ngày đầu của cuộc tấn công dữ dội của Nga, đoàn tàu trống rỗng và sẵn sàng rời ga trung tâm Kiev ngay lập tức đã được các nhân viên an ninh kiểm tra định kỳ xem có bất kỳ mối đe dọa nào không, ông Schuster viết. Theo nhà báo Schuster, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khi đó là ông Oleksiy Reznikov nói rằng Nga đang cố gắng làm cho ông Zelensky hoảng sợ và bỏ chạy. Chiến thuật của Nga là đẩy Tổng thống ra khỏi Kiev. Họ đang kiểm tra tinh thần của chúng tôi. Một số nhà lập pháp khác đã rời khỏi Kiev, trong khi rất nhiều sĩ quan cấp cao và cấp trung của Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, cũng có ý định này. Quyển sách cũng tiết lộ vợ và con của ông Zelensky sau đó đã rời Kiev trên chuyến tàu riêng, cùng với một đội bảo vệ và một chiếc vali kéo. Vào tháng 2 năm 2022, nhiều phương tiện truyền thông dự đoán Tổng thống Zelensky sẽ rời đất nước nếu tình hình giao tranh ác liệt. Trước đó, ông Viktor Yanukovych, người tiền nhiệm của ông Zelensky, đã đến Nga khi làn sóng biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu, Euromaidan, tràn ngập Kiev vào năm 2014. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã gần 2 năm kể từ khi xung đột bùng phát, ông Zelensky vẫn chưa từng bước lên tàu, bất chấp việc nhiều người tin rằng ông sẽ sớm làm vậy. Quyết định không rời khỏi đất nước của nhà lãnh đạo Ukraine từ lâu đã được công nhận là bước ngoặt ban đầu trong cuộc chiến với Nga. Theo cuốn sách, ngay cả trong cơ quan tình báo của ông Zelensky cũng không rõ ông sẽ thực hiện cách tiếp cận nào. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói với ông Schuster, đó là yếu tố bạn không bao giờ có thể tính toán được. Trong những ngày giao tranh đầu tiên, ý tưởng xe tăng Nga tiến vào thủ đô của Ukraine là rất thực tế. Vào ngày 25 tháng 2, Reuters đưa tin Kiev bị oanh tạc từ trên không với tiếng pháo từ vùng ngoại ô. Mối nguy hiểm rất nghiêm trọng. Ông Schuster viết rằng Kiev dễ bị tấn công cả trên bộ và trên không, và ông Zelensky được thúc giục chuyển đến các bunker ở rìa thành phố. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo ở phương Tây, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã ngỏ ý giúp người đồng cấp Ukraine thành lập chính phủ ở nước ngoài. Theo quyển sách, có một đề xuất nổi bật là tạo điều kiện cho ông Zelensky điều hành đất nước từ miền đông Ba Lan. Tuy nhiên, ông Schuster viết rằng ông Zelensky đã từ chối và liên tục chuyển hướng các cuộc thảo luận, chủ yếu tập trung vào việc phương Tây có thể hỗ trợ phòng thủ Ukraine như thế nào. Còn đối với trong nước, khi đó ông Zelensky đã có bài phát biểu từ bàn làm việc nhằm trấn an người dân. Một trong những thông điệp thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhất được đưa ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, khi ông Zelensky tự quay đoạn video bằng điện thoại ghi lại cảnh ông và các trợ lý thân cận nhất vẫn đang ở thành phố Bankova của Kiev và nói rằng tất cả chúng tôi đều ở đây, bảo vệ nền độc lập và đất nước của chúng ta. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, ngày càng có nhiều quan chức của các nước thuộc khối NATO kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjørn Arild Gram gần đây phát biểu rằng chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng Nga có thể đánh giá lại kế hoạch và địa điểm triển khai lực lượng để đáp lại việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak-Kamysz trong khi đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về các mối đe dọa quân sự tiềm tàng, bao gồm khả năng Nga tấn công Ba Lan. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức cho rằng
Nga có thể tấn công một trong các thành viên NATO sau 5 đến 8 năm nữa. Báo Bild của Đức thậm chí còn trích dẫn một tài liệu mật cho biết Đức đang chuẩn bị cho một kịch bản xung đột, trong đó Nga tiến hành một cuộc tấn công mở vào NATO vào giữa năm 2025 sau những thắng lợi lớn ở Ukraine. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Đô đốc Rob Bauer cảnh báo người dân phải chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực với Nga trong 20 năm tới, còn Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thụy Điển cho rằng mọi công dân của nước này phải chuẩn bị cho chiến tranh. Những phát biểu như vậy có thể ẩn chứa động cơ muốn đẩy mạnh chi tiêu quân sự trong khối NATO, nhưng cũng cho thấy sự e dè trước sức mạnh quân sự Nga. Đây là thay đổi đáng chú ý vì chỉ mới cách đây hơn một năm, NATO đã có những dự đoán khá bi quan về năng lực quốc phòng của Nga trong bối cảnh cuộc chiến hao mòn với Ukraine và các lệnh cấm vận ngặt nghèo mà phương Tây áp đặt. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg gần đây, tư lệnh lực lượng phòng vệ Estonia Martin Herem cho biết những dự đoán của NATO về việc lực lượng Nga đạt giới hạn về nguồn lực đã không trở thành hiện thực. Theo vị tướng này, quân đội Nga có khả năng sản xuất vài triệu quả đạn pháo mỗi năm, vượt xa nỗ lực của châu Âu, đồng thời có thể tuyển mộ hàng trăm ngàn binh sĩ mới. Ngày càng có nhiều chỉ huy NATO bắt đầu cảnh báo rằng liên minh quân sự này nên chuẩn bị cho một cuộc chiến với Moscow. Trong số họ có tư lệnh quân đội Estonia, quốc gia có biên giới dài gần 300 km với Nga. Theo Bloomberg, tướng Herem nói các ước tính trước đó của NATO cho rằng Nga chỉ có thể sản xuất 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm là một đánh giá sai lầm. Ông tin rằng Nga thậm chí có thể sản xuất đạn dược nhiều gấp nhiều lần số lượng đó. Gần 2 năm kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lãnh đạo NATO đang chuẩn bị cho viễn cảnh xung đột kéo dài. Việc này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực phản công của Kiev không đạt được mục tiêu và quân đội Ukraine chuyển sang thế phòng thủ dọc theo chiến tuyến dài 1.500 km. Từ vùng Donbass ở phía đông đến cửa sông Dnipro ở phía nam đất nước, tình báo Estonia dự đoán rằng Nga sẽ cần từ 3 đến 5 năm để xây dựng lại bộ máy quân sự, đủ để gây ra mối đe dọa trực tiếp cho NATO. Tuy nhiên, việc khu vực Baltic gần Nga về địa lý và thái độ đối đầu ngày càng tăng giữa Nga và NATO đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng sẵn sàng quân sự. Tư lệnh lực lượng vũ trang Mỹ Michael Hoffman tháng trước cho biết Nga có thể mở mặt trận thứ hai ở vùng Baltic hoặc Moldova, quốc gia nằm giữa Ukraine và Romania. Trong vài năm nữa, các chỉ huy quân sự ở Na Uy và Thụy Điển trong tháng này cũng kêu gọi chính phủ chuẩn bị cho xung đột có thể xảy ra với Moscow trong bối cảnh Thụy Điển sắp sửa gia nhập NATO. Sản xuất đạn dược đã trở thành một trong những thách thức chủ chốt mà 27 thành viên Liên minh châu Âu-EU phải đối mặt. Vào cuối năm ngoái, EU phải thừa nhận rằng rất khó để đạt được mục tiêu sản xuất 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm 2024. Trong khi đó, phương Tây cáo buộc Nga nhận được 1 triệu quả đạn pháo từ Triều Tiên vào năm ngoái. Moscow và Bình Nhưỡng đã phủ nhận thông tin mua bán vũ khí. Phát ngôn của người đứng đầu quân đội Estonia cho thấy bức tranh ảm đạm hơn nhiều so với những tuyên bố trước đó của Thủ tướng Kaja Kallas. Trả lời phỏng vấn Bloomberg hôm 16 tháng 1, bà Kallas cho rằng Ukraine vẫn có cách để đánh bại Nga nếu các đồng minh đóng góp một phần sản lượng kinh tế của họ cho Kiev. Dù không coi Nga là mối đe dọa trực tiếp, hôm nay hoặc ngày mai, tướng Herem cho biết nguy cơ đối với NATO có thể tăng lên mức nghiêm trọng một khi các nguồn lực của Nga không còn phải phục vụ chiến dịch ở Ukraine. Theo ông, Moscow khi đó có thể sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến có quy mô nhỏ hơn. Tư lệnh quân đội Estonia nhận xét một năm là đủ để Nga làm điều gì đó khủng khiếp để đối đầu NATO. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 13 tháng 2 năm 2024 của Báo Thanh Niên cũng đã hết. Cẩm Tú xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các điểm nóng xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Cẩm Tú xin biến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.